cựu quản lý cấp cao của Google tiết lộ Google hợp tác với Trung Quốc và Ả Rập Saudi. Hôm 12 tháng 1, ông Ross Lajeunesse, cựu quản lý cấp cao của Google, đã công bố bài viết lên án hãng công nghệ này không còn chú trọng đến vi phạm nhân quyền ở các nước như Trung Quốc và Ả Rập Saudi. Đây là trái với nguyên tắc không làm điều ác của Google. Theo đó, hôm thứ Năm ngày 2 tháng 1, ông Ross Lajeunesse đã chia sẻ bài viết trên nền tảng xuất bản trực tuyến Medium, qua đó chỉ trích Google quá xem trọng lợi nhuận mà lơ là về nhân quyền. Ông cho biết, mặc dù các quốc gia như Trung Quốc và Ả Rập Saudi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, nhưng hãng công nghệ này vẫn chọn hợp tác với họ. Ông Ross Lajeunesse từng là người đứng đầu trong bộ phận quan hệ quốc tế của Google từ năm 2012. Nhưng hồi tháng 4 năm ngoái, ông đã bị sa thải. Hiện nay, ông là ứng viên nghị sĩ bang Maine, Mỹ, thuộc Đảng Dân Chủ. Ông chỉ ra rằng, trong quá khứ, phương châm của hãng công nghệ này là không làm điều ác. Nhưng giờ đây, phương châm này không còn phản ánh các giá trị thực của Google, mà đã trở thành một công cụ để tiếp thị cho công ty. Ông Ross Lajeunesse còn nhắc lại chuyện hai đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin vào năm 2010 đã chấm dứt hợp tác với Trung Quốc vì không chấp nhận kiểm duyệt của chính quyền toàn trị tại Trung Quốc. Nhưng sau đó, với việc Google phát triển các sản phẩm mới, cũng như ký hợp đồng mới, công ty đã không còn chú trọng tiêu chí tôn trọng nhân quyền như trong quá khứ. Ông dẫn ra một số dự án mà ông cho rằng đáng lo ngại như việc Google bí mật phát triển dự án tìm kiếm chuồn chuồn tại Trung Quốc và một thỏa thuận ngầm với chính phủ Ả Rập Saudi. Về việc thành lập trung tâm trí tuệ nhân tạo Google ở Bắc Kinh, ông cho biết hợp tác của Google với chính phủ Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo rất khác so với quảng cáo tiếp thị của họ. Còn về dự án đáng ngại của Google tại Ả Rập Saudi là chuyện phát triển một ứng dụng giúp cho đàn ông Ả Rập theo dõi và kiểm soát các thành viên nữ trong gia đình. Ross Lajeunesse cho biết, sau khi nghe các dự án đáng lo ngại này, ông đã muốn xây dựng một kế hoạch nhân quyền chính thức của toàn công ty. Hệ quả là ông đã bị lãnh đạo công ty sa thải. Ross Lajeunesse cũng là người bảo vệ hôn nhân đồng giới. Trên trang mạng Medium, ông chia sẻ rằng sau 11 năm làm việc tại Google, ông đã mất vị trí quản lý cấp cao. Có nguyên nhân vì ông luôn đấu tranh bảo vệ phụ nữ và những người có khuynh hướng tình dục khác nhau, bảo vệ đồng nghiệp thuộc các chủng tộc khác nhau. Phát biểu trên tờ Washington Post, ông nói, tôi không thay đổi, bên thay đổi chính là Google. Sau cáo buộc của Ross Lajeunesse, phát ngôn viên của Google đã lên tiếng phản bác trên hãng tin AFP. Người phát ngôn này cho biết Google chưa bao giờ xem nhẹ việc bảo vệ nhân quyền. Người phát ngôn cũng chúc mừng Ross Lajeunesse đã có những thành công đáng ngưỡng mộ trên con đường chính trị.